Xin chào, tôi là Hán Quang Dự và chúng ta lại gặp nhau ở chương trình Talk Show cùng trò chuyện với phụ nữ kinh doanh thành công. Có một câu hỏi được gửi tới chương trình là: thầy ơi, kinh doanh online dễ hay khó ạ? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này thì tôi cũng đã hỏi rất là nhiều bạn khác nhau rồi. Có bạn thì nói là dễ, có bạn thì nói là khó. Vậy câu trả lời như thế nào mới là đúng đây? Hôm nay có một vị khách mời đặc biệt có mặt tại chương trình. Xin mời bạn giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hương Duyên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Boss Group. Ngày hôm nay Hương Duyên rất vui vì có mặt trong chương trình Talk Show ngày hôm nay. Và Hương Duyên xin phép được trả lời câu hỏi của thầy Dự, đó là kinh doanh online khó hay dễ. Thì theo như Hương Duyên thì kinh doanh online không hề dễ. Và nó chỉ dễ ở đối với hai nhóm đối tượng. Đó là đối tượng đã có những thu nhập trên 20 triệu và họ đã có những kinh nghiệm kinh doanh online rồi. Và một nhóm đối tượng nữa đó là họ đang muốn hút xỉ. Có thể họ cũng chưa có thu nhập cao đâu. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ có ai hỏi là: chị ơi, em muốn kinh doanh online thì kinh doanh online nó dễ hay khó? Mặc dù chính cái người được hỏi nhá là chưa có thu nhập cao, thậm chí chưa thành công đâu, nhưng vẫn nói là gì ạ? Dễ mà. Để còn mục tiêu là gì? Để hút người ta vào kinh doanh của mình. Đúng rồi ạ. Vậy là gì ạ? Vậy là sẽ có hai nhóm người. Họ sẽ nói rằng kinh doanh online chẳng khó đâu, dễ. Thì hai nhóm người đấy, một là đã có thành quả rồi, hai là đang có ý đồ là muốn chiêu mộ cái người hỏi vào làm thành viên cho đội nhóm của mình. Nhưng mà với cá nhân chị thì sao? Cá nhân chị bây giờ đứng ở cái độ khách quan là một người chuyên tư vấn và giải quyết vấn đề cho những người hỏi ấy, thì chị sẽ trả lời chính xác câu trả lời của chị là như nào? Đối với bản thân Hương Duyên thì Hương Duyên đã làm đào tạo rất là lâu rồi. Đó, đã kèm cặp tất cả những chị em, rất là nhiều những chị em phụ nữ đang kinh doanh online rồi. Thì đối với bản thân Hương Duyên thì câu trả lời đó là kinh doanh online không hề dễ. Không hề các dễ. Các bạn nhá, không hề dễ bởi vì khi mà bạn kinh doanh online thì bạn phải nắm bắt được một số những vấn đề sau đây. Thứ nhất đó là về kiến thức về sản phẩm. Kiến thức. Đó. Muốn kinh doanh online thành công thì cần phải nắm bắt về kiến thức. Kiến thức sản phẩm. Kiến thức sản phẩm. Đúng rồi ạ. Muốn thành công được thì phải hiểu rõ được hết về sản phẩm. Một là kiến thức về sản phẩm, cái thứ hai là gì nữa? Thứ hai là về vấn đề của khách hàng. Đúng rồi. Ví dụ như là chúng ta đang bán sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe cho khách hàng đi. Thì chúng ta phải có sự am hiểu về những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà khách hàng đang gặp phải. Nếu như chúng ta bán sản phẩm liên quan đến sắc đẹp, mỹ phẩm chẳng hạn thế, thì chúng ta bắt buộc phải có rất nhiều kiến thức liên quan đến mỹ phẩm. Nào thì nám, nào là mụn, nào là da nhiễm độc này. Nhiều kiến thức về vấn đề khách hàng nó khác so với nhiều kiến thức về sản phẩm nhé. Nếu nhiều kiến thức về sản phẩm thì bạn chỉ cần cầm sản phẩm lên, bạn học kiến thức về nó là được. Bạn đọc những kiến thức, bạn thấu hiểu về những thứ ghi trên sản phẩm là được. Nhưng nếu muốn có nhiều kiến thức về vấn đề khách hàng ấy thì bạn bắt buộc là phải truy ngược trên internet để xem nám bản chất thực sự là gì, mụn bản chất thực sự là gì. Bạn giống như là một chuyên gia trong tâm trí khách hàng ấy. Ngoài hai kiến thức đó thì tôi thấy có một cái nhóm nữa mà họ kinh doanh online rất là thành công, dựa vào việc họ phát triển những cái kiến thức của họ liên quan đến cuộc sống. Tức là có nhiều người họ rõ ràng bán sản phẩm liên quan làm đẹp nhá, nhưng họ lại hút người khác đến với mình thông qua cái tài năng của họ, đó là tài năng chăm con hoặc là đắc nhân tâm chồng gì đấy. Thì chị thấy cái điều này như nào? Đó chính là kiến thức về cuộc sống ạ. Đúng rồi ạ. Bởi vì nếu như một người nào đó mà họ có một cái bề dày kinh nghiệm về kiến thức cuộc sống, về trải nghiệm sống ấy. Trải nghiệm sống, ví dụ như là chăm sóc con này, chăm sóc chồng này. Đấy thì hoặc thậm chí là tâm linh phong thủy. Đó thì là đó cũng hỗ trợ cho cái việc thành công trong kinh doanh online hay quá nên là nếu như bạn đang có sẵn kiến thức nào đó liên quan đến vấn đề mà khách hàng tiềm năng của bạn đang gặp phải, nếu bạn đang có sẵn cái kiến thức nào đó, cái trải nghiệm nào đó liên quan đến cuộc sống, thì đấy là lợi thế rất lớn của bạn khi kinh doanh online. Có những kiến thức liên quan đến sản phẩm thì khi bạn kinh doanh sản phẩm nào đó thì bạn cũng chỉ mất 5 đến 7 ngày thôi là bạn hoàn toàn có thể nắm vững trong tay kiến thức về sản phẩm đấy rồi. Nhưng mà nếu có kiến thức thôi thì liệu rằng đã đủ để chúng ta có thể là coi cái việc kinh doanh online là dễ chưa? Cần phải có thêm điều gì nữa? Chúng ta cần phải có kỹ năng. Kỹ năng. Đó, kỹ năng. Thứ nhất đó là kỹ năng về viết. Kỹ năng viết. Đúng tức rồi. Là muốn kinh doanh online thành công thì bạn cần phải có kỹ năng viết. Đúng rồi ạ, bởi vì viết trên Facebook nó rất quan trọng. Viết đó. Trên Facebook. Viết bởi vì viết là nó sẽ phân ra làm ví dụ như là viết về website này, viết bài trên website, viết bài trên Facebook, viết bài trên Facebook, viết bài trên fanpage, này, viết bài trên thậm chí là viết ebook. Đúng rồi, viết ebook. Thậm chí là gì ạ? Có rất là nhiều người trong nhóm kèm cặp mà thì mới biết là gì ạ? Là họ viết cả sách giấy cơ, họ xuất bản cả sách giấy. Nên nếu như bạn đang có cái kỹ năng viết tốt rồi, trước khi kinh doanh online mà bạn đã có kỹ năng viết tốt rồi thì đấy là một lợi thế vô cùng lớn cho bạn.
À, ngoài kỹ năng viết ra chúng ta cần phải có những kỹ năng gì nữa? À, chúng ta cần có kỹ năng về quay video. Kỹ năng quay video. Ví dụ như thầy Dự và bạn Duyên đang ngồi đây, kỹ năng quay video. Đúng rồi ạ. Và đấy là rất nhiều người gì ạ? Chẳng kỹ năng viết đâu, thậm chí trong chẳng kiến thức liên quan đến vấn đề khách hàng tiềm năng gặp phải đâu. Có mua mấy bộ quần áo đúng không nhỉ? Nhập mấy bộ quần áo về hoặc là nhập những cái sản phẩm gì đó mà thậm chí còn chẳng có giấy tờ pháp lý gì cả. Nhưng mà có kỹ năng quay video, bạn ấy cũng lên, bạn ấy làm những live stream, bạn ấy làm những video trên YouTube. Thế là bạn ấy cũng vẫn bán được hàng. Tất nhiên là chúng ta không học hỏi những cái mô hình nó kiểu chộp giật kiểu như vậy. Chúng ta sẽ có nhiều cách để nó ngon lành hơn. Nhưng mà cái kỹ năng làm video là một trong những kỹ năng mà thầy Dự nghĩ rằng đấy là một cái lợi thế rất là lớn. Đúng rồi ạ. Nhưng mà nhiều người cứ lo rằng là ôi em chưa xuất hiện trên đám đông bao giờ, em chưa làm live stream bao giờ, em chưa làm video lên YouTube bao giờ, nói chung là em chưa nói trước nhiều người khác và nói trước ống kính bao giờ, thì làm sao họ có thể làm được? Một người chưa từng làm như vậy thì theo chị, để làm được những điều như vậy thì họ có cần có những cái tố chất gì, hay là họ cần phải đầu tư thời gian như nào? Để mà làm được bất kỳ một công việc gì thì mình cũng cần phải đầu tư thời gian. Thứ nhất là mình cần phải tập rất là nhiều. Đó, ví dụ nhưng mà để mà tự tin được trên live stream thì thứ nhất là cần phải tập quay video trước. Thế chị có nhớ là cái trải nghiệm là trước khi chị chưa quay live stream bao giờ hoặc là chưa quay video bao giờ, có nhớ cái trải nghiệm là lần đầu tiên mà bạn mà chị đã làm cái điều đấy, cái lần đầu tiên đấy nó diễn ra như thế nào, và sau này chị đã cải thiện nó, đã chinh phục nó như nào? Lần đầu tiên của Hương Duyên thì Hương Duyên đã tự cầm chiếc điện thoại của mình và đặt phía trước và đã quay đi quay lại và rất là nhiều, thậm chí đến vài tiếng không được. À. Và cảm thấy rằng rất là xấu hổ và rất là mất tự tin, rồi là nói chung là khi mà mình không dám up cái video đó lên, không dám, và khi mà mình kết thúc thì mình phải xóa nó đi. Chính mình còn không dám xem lại đúng không? Thật sự là rất là xấu hổ. Đó, và nhiều lần quá như vậy thì dần dần Hương Duyên đã có được cái thành công. Bởi vì tập đi tập lại, lần 1 không được, lần 2 không được, lần 3, lần 4. Ngồi đấy có ai hướng dẫn Duyên hay không, hay là đó, mình tự mò? Thật sự là lần đấy là tự bản thân em. Tự bản thân mò. Tự bản thân mình tự học hỏi từ những cái video trên Facebook đó, okay, trên YouTube đó, và dần dần là mình đã thất bại rất nhiều, nhưng cuối cùng là mình đã có được thành công như ngày hôm nay. Các bạn yên tâm nhé, kỹ năng làm video, kỹ năng viết hay bất kỳ kỹ năng nào mà lát nữa Duyên sẽ kể sau đây ấy, là nhớ này, nó là kỹ năng nên là nó cần phải sự rèn luyện. Nếu như một mình bạn rèn luyện thì bạn sẽ cảm thấy rằng nó áp lực lắm, cảm thấy là mình mất năng lượng lắm. Nhưng nếu như bạn quyết định kinh doanh online mà sau này bạn lại có một cái đội nhóm nào đó hướng dẫn bạn, có người bốt nào đó, người kèm cặp nào đó hướng dẫn bạn, thì bạn sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều. Một mình bạn Duyên bạn còn làm được, huống chi là bạn chuẩn bị kinh doanh online và chuẩn bị được chỉ cách để chọn những cái đội nhóm để mình tham gia cùng, thì chắc chắn rằng cái vấn đề kiến thức và kỹ năng nó không còn phải là vấn đề khó với các bạn nữa đâu. Ok, kỹ năng làm video ngon rồi, bây giờ còn có kỹ năng gì nữa? Còn có kỹ năng thứ nhất là có thể là gọi điện thoại. Đúng rồi, kỹ năng nói chuyện qua điện thoại. Nói chuyện qua điện thoại, bởi vì hiện nay khi mà chúng ta chốt sale ấy, thì chúng ta không thể là đi comment, đó, chúng ta không thể là đi nhắn tin được, đó. Không thể ngồi mà cứ inbox. Đúng rồi, inbox. Đúng rồi ạ, mà bây giờ chúng ta có thể là gọi điện thoại trực tiếp để tư vấn cho khách hàng. Hay quá, riêng đó. Cái này thì thầy Dự có cái trải nghiệm như này này. Thầy Dự cũng kinh doanh những sản phẩm liên quan đến khóa học của mình, cũng kinh doanh những sản phẩm liên quan đến những bộ sách dạy kinh doanh online của mình. Thầy Dự phát hiện ra rằng gì ạ? Khi mà mình cứ dành thời gian ra để chat inbox qua lại với ai đó thì tỷ lệ chốt sale chỉ được khoảng tầm 30-40% thôi. Nhưng nếu như nhấc cái điện thoại lên và cộng với những kỹ năng, những kịch bản nữa thì tỷ lệ lên tới con số 80, thậm chí có những thời điểm lên tới 100%. Và cái điều tuyệt vời hơn này, đó là nó giảm được cái thời gian mà chúng ta tương tác với khách hàng ra. Tại vì nó có tính real time, tức là chúng ta gọi như nào họ nghe thấy họ trả lời như vậy. Còn chat như thế này thì nhiều lúc là gì ạ? Mình chat xong thì họ vừa chat, họ vừa cho con ăn, họ vừa chat, họ vừa nấu cơm, thậm chí họ chat lại thì mình lại đang làm công việc khác. Ok, nên kỹ năng gọi điện thoại là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Thì chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn, phần lớn các bạn đều có sẵn những cái kỹ năng gọi điện thoại rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần học về kịch bản và các bạn trau chuốt hơn liên quan kinh doanh online thôi. Bởi vì chúng ta ai cũng có smartphone trong tay rồi, đúng không nhỉ? Đúng rồi ạ. Ok, còn kỹ năng gì nữa chị Duyên? Kỹ năng tiếp theo đó là chốt sale trực tiếp. Chốt sale trực tiếp, ngồi trực tiếp với nhau như này. Ví dụ như giữa Hương Duyên và thầy Dự như vậy. Đó, ví dụ như thầy Dự là một khách hàng của Hương Duyên. Đó, và tất nhiên là khi mà chúng ta kinh doanh online thì không phải lúc nào chúng ta cũng đi trực tiếp được. Đó, bởi vì khi mà chúng ta đi trực tiếp, khi mà chúng ta gặp những khách hàng lớn thì chúng ta sẽ đến trực tiếp. Nếu chúng ta chốt nhà phân phối hay chốt giám đốc thì bắt buộc chúng ta phải đến trực tiếp, đúng không ạ? Chính xác. Đó, thì kỹ năng chốt sale trực tiếp là một kỹ năng khá là quan trọng. Kỹ năng chốt sale trực tiếp. Nhưng một cái hay này, thì tôi phát hiện ra một cái hay này là khi mà mình liệt kê ra rất nhiều kỹ năng mình cần có và mình bắt đầu vào việc chinh phục kỹ năng đầu tiên, cái nó khó khăn lắm. Nhưng đến kỹ năng số 2 thì nó dễ dàng hơn.
và mình đã có 2 kỹ năng rồi thì chinh phục thêm kỹ năng số 3 nó lại còn dễ dàng hơn nữa. Và nếu mình đã có nền tảng có 4 kỹ năng nào đó rồi thì chinh phục cái kỹ năng số 5 chỉ mất một phần công sức vô cùng nhỏ thôi. Chị có thấy cái điều đấy không? Dạ, rất là đúng ạ. Đó, nên là gì ạ? Bạn đừng có nhìn thấy nhiều kỹ năng mà bạn sợ, bạn đừng có nhìn thấy nhiều kiến thức cần có mà bạn sợ. Bạn chỉ cần bắt đầu từ một kỹ năng đầu tiên, từ một nhóm kiến thức đầu tiên thôi thì những cái sau nó sẽ thuận buồm xuôi gió vô cùng. Ok, vậy thì bây giờ thầy Dự hỏi cô chị Dương một câu như này nữa này. Thầy Dự biết rằng những ai mà đang hỏi cái câu hỏi là thầy ơi kinh doanh online sẽ dễ khó này này là những người thực sự đang có ý niệm về việc sẽ kinh doanh online rồi. Bây giờ là một cái câu hỏi này còn củng cố niềm tin cho các bạn ấy thôi. Thì bây giờ lời khuyên của chị đối với những người mà đang chưa kinh doanh online và đang có cái thiên hướng là muốn kiếm tiền từ online, lời khuyên của chị như nào? Lời khuyên của Hương Duyên đó là Hương Duyên khuyên bạn hãy bắt đầu một công việc kinh doanh online. Không được thì lỗ à? Không nhập hàng không được thì lỗ à? Nhập hàng nếu bán không được thì mình ôm hết số hàng đấy à? Có cái rủi ro nào đó? Ví dụ như vào đội nhóm của chị thì chị có những cái nếu như người ta kinh doanh của mình thì mình có những cái gì để khiến cho mọi người thấy được rằng nếu kinh doanh của mình thì rủi ro của họ bằng không? Nếu như mà những người tham gia kinh doanh vào hệ thống của bên công ty Hương Duyên thì hầu như là họ sẽ không có rủi ro. Bởi vì thế nhập hàng rồi. Nhưng mà phải nhập hàng nữa thì phải nhập hàng này, phải chuyển khoản, phải nhập hàng về thì mới coi là một thành viên trong đội nhóm này đúng không? Đúng rồi ạ. Thế nhưng mà như vậy là họ tiền họ đã chuyển đi rồi. Hàng số hàng còn lại họ không bán được đấy là rủi ro. Đúng rồi. Bởi vì là bên Hương Duyên á thì cái việc đào tạo đào tạo rất là tốt. Đó, rất là chú trọng đến cái việc đào tạo kèm cặp và hướng đi cho họ những cái bước đi đầu tiên và cam kết với họ rằng trong một thời gian cụ thể nào đó mà họ không bán được hàng mà họ thất bại nếu như họ làm đúng theo như mà Hương Duyên đào tạo, bên Hương Duyên hướng dẫn thì Hương Duyên sẽ thu lại số hàng đó. Ok, các bạn thấy không? Cách đây 2 năm trở về trước ấy thì bạn nhập hàng mà bạn không bán được hàng thì bạn sẽ ôm số hàng đó mà thưởng thức, hoặc là bạn có thể đi tặng làm bất kỳ, thậm chí bạn có thể phải tìm đến cách là phải phá giá để còn thu hồi lại khoản tiền mà mình đã hút lại một phần khoản tiền mà mình đã đầu tư. Nhưng bây giờ thì kinh doanh online có rộng cửa hơn rồi. Bạn có nhiều cam kết rủi ro cho chính bạn rồi. Là gì ạ? Nếu như bạn nhập hàng của một hệ thống nào đó, bạn sẽ nhận được lời cam kết là sẽ được đồng hành, sẽ được đào tạo. Và cái số 2 nữa là khi được đồng hành, khi được đào tạo như vậy trong khoảng thời gian ví dụ như 1 tuần hoặc là 14 ngày, thậm chí có hệ thống sẽ cam kết cho bạn là 1 tháng đồng hành hỗ trợ kèm cặp. Và nếu bạn làm theo hướng dẫn mà bạn có thể cảm thấy rằng mình không phù hợp, hoặc là bạn cảm thấy rằng mình có công việc khác nó có hay hơn, thời điểm này mình chưa thể kinh doanh được, thì bạn hoàn toàn có thể đi đến quyết định là hoàn hàng và nhận lại tiền. Đấy là những cam kết rủi ro và đấy chính là cơ hội để bạn có thể tham gia vào thị trường kinh doanh online này. Và ở video sau thì thầy Dự sẽ mời bạn Duyên ở lại talk show này để làm thêm một cái câu hỏi nữa là muốn kinh doanh online rồi, bây giờ cần phải bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là yes rồi nhá, tôi sẽ kinh doanh online. Vậy bắt đầu từ đâu? Và chúng ta hãy cùng lên YouTube và search là gì ạ? Cách để bắt đầu công việc kinh doanh online Hương Duyên, Hán Quang Dự thì bạn sẽ ra video tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Thank you. 2 bước để bạn nhận bài học mới của tôi mỗi ngày. Bước 1, ngay bây giờ hãy đăng ký kênh YouTube và để biểu tượng nút chuông. Bước 2, hãy vào trang Facebook của chính bạn và gõ Duyên Hương Nguyễn, gửi lời mời kết bạn và để chế độ xem trước.